Boss Sài Gòn Tiếp Thị và thành viên của group Ăn Ngon Nấu Khéo. Thì ngày hôm nay Thịnh đã quay trở lại để hướng dẫn các bạn món súp kem tôm và ứng dụng từ nước dùng tôm mà thì trước chúng ta đã thực hiện. Thì món súp này có nguồn gốc từ nước Pháp và thường được người dân ở đó dùng vào các bữa ăn tối để gia đình có dịp ngồi quây quần bên nhau. Nguyên liệu để thực hiện món ăn này gồm có là tôm thẻ size 30-35 con 1 kg, và ở đây Thịnh sử dụng 100 g cà chua bát để tạo màu, hành tây và tỏi, súp tinh viên dùng để tạo độ sền và độ béo cho súp, nước dùng tôm hùm, bơ lạc và một ít hoa và lá dùng để trang trí món ăn. Thì đầu tiên để thực hiện món ăn này chúng ta sẽ có là hành tây và tỏi. Thì hành tây chúng ta sẽ cắt hạt lựu. Ở đây hành tây chúng ta sẽ cắt hạt lựu to xào cho nó thơm lên, và người ăn người ta sẽ có cảm giác là được cái độ giòn ngọt của hành tây và mùi thơm của nó, người ta sẽ cảm nhận được cái độ ngọt hơn, người ta sẽ có cảm giác cái trải nghiệm nó sẽ tuyệt vời hơn khi sử dụng món ăn. Và tỏi chúng ta chỉ sử dụng một tép để tạo mùi, và chúng ta cũng cắt nhỏ phần tỏi đi. Sau khi phần tỏi và phần hành tây đã được sơ chế và xử lý xong thì chúng ta sẽ có cài vào sơ chế phần tôm. Ở đây Thịnh sử dụng tôm thẻ, ở đây là 100 g tôm, size 30-35 g, 35 con trên 1 kg. Thì tôm mình sẽ bỏ đầu và lột vỏ đi. Phần vỏ và phần đầu tôm mình sẽ cắt đông lại để sử dụng cho những dịp lần sau, để nấu vào nước súp hoặc là nấu một số loại nước dùng khác, hay là sử dụng cho một số món ăn khác. Và chúng ta lưu ý là tôm chúng ta phải lấy ra cái phần chuỗi đen của nó ra, để cho tôm chúng ta nó sẽ không bị hôi và nó sẽ tôm nó sẽ săn hơn, nó sẽ ngọt hơn. Một mẹo lưu ý để cho các bạn là lột tôm dễ dàng hơn thì chúng ta nên để tôm vào đá của tủ lạnh hoặc là ướp đá trước 10 đến 15 phút để cho vỏ tôm nó cứng và nó giòn, thì chúng ta sẽ lột cái phần tôm nó dễ dàng hơn và nó sẽ đỡ phải đau tay của chúng ta hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sơ chế phần tôm trước. Tôm chúng ta sẽ chẻ đôi và cắt nhỏ ra.
sau đấy là phần tôm chúng ta sẽ dùng cái sóng dao để dằn nó đi, và nó sẽ giúp cho phần tôm là cái phần tôm nó sẽ dai hơn, dẻo hơn, và chúng ta ăn cái nó sẽ ngọt hơn, và cảm giác khi xào lên á, nó mình ăn nó sẽ có cái cảm giác là giòn trong miệng, sực sực, nó không cho nó giúp cho người ăn cái cảm giác nó sẽ tuyệt vời hơn, và người ta cảm nhận được cái vị tôm nó đậm đà hơn. Sau khi phần tôm đã sơ chế xong thì chúng ta sẽ chuyển qua một bước, đó là chuẩn bị phần vào phần nấu súp. Và bây giờ chúng ta đã sơ chế các phần nguyên liệu xong hết rồi thì mình sẽ bắt tay vào cái việc là chế biến món ăn. Thì mình sẽ xào ở đây, mình sẽ xào phần hành tây và tỏi trước cùng với một ít bơ lạc. Mình lưu ý là bơ lạc mình chỉ sử dụng một lượng ít thôi, và không xào nó, không nấu bơ lạc ở nhiệt độ cao quá hay là lâu quá, nó sẽ biến chất phần bơ và nó sẽ không tốt cho sức khỏe chúng ta. Rồi chúng ta sẽ để cho phần bơ này nó chảy ra hết và chúng ta sẽ xào phần hành tây. Sau khi phần hành tây á nó đã thơm và nó dậy mùi lên rồi thì chúng ta sẽ cho phần tỏi vào. Và ở đây mình cũng lưu ý một điều là tỏi chúng ta chỉ xào lấy mùi và có mùi thơm thôi, không cần nó phải vàng hay là nó sẽ xém màu, vì khi tỏi mà nó cháy cạnh lên thì nó sẽ biến chất và nó sẽ gây ra tính ngộ độc thực phẩm, và nó sẽ biến chất trong cơ thể mình, nó sẽ dẫn tới ung thư. Thì mình chỉ khuyến khích các bạn là xào tỏi ở nó chỉ cần lên mùi thơm thì chúng ta sẽ cho các nguyên liệu vào để cho nó không ngưng quá trình làm chín tỏi đi. Sau khi các phần nguyên liệu hành tỏi nó đã thơm rồi thì mình sẽ cho tiếp tục cái phần tôm đã được sơ chế vào. Chúng ta sẽ nêm nếm với một ít tiêu. Ở đây Thịnh sử dụng tiêu đen của Phú Quốc. Thì Phú Quốc được nổi tiếng với các loại tiêu đen, tiêu xanh và tiêu đỏ, nó rất là thơm và nó đặc trưng của Phú Quốc, và nó cái mùi nó không có bị ăn quá và cũng không cay quá, nhưng mà vị nó rất là đậm đà. Ở đây mình sẽ sử dụng thêm là muối hồng Himalaya. Thì phần muối này nó tốt cho sức khỏe hơn, và cái độ mặn trong muối nó không có nhiều, như nó không cao như muối biển của chúng ta, hay là nó không có quá mặn, nó giúp cho cái cơ thể chúng ta hấp thụ đồ ăn nó tốt hơn và hệ tiêu hóa nó sẽ tốt hơn, chứ nó không có làm cho con người chúng ta mệt mỏi là đầy hơi sau khi ăn cái món ăn vào. Phần tôm của chúng ta đã xào nó vừa săn mặt và vừa chín tới, thì chúng ta sẽ cho phần súp vào. Để phần sau khi cho súp vào thì chúng ta sẽ nấu tôm nó vừa chín tới ăn, người ta sẽ có cảm giác nó ngọt hơn, nó không có bị khô thịt tôm, và cái phần nó sẽ trọn vẹn cái phần gia vị hơn, là cho nó sẽ ngọt tự nhiên hơn, nó không bị lạnh gia vị quá nhiều.
Sau khi cho phần nước dùng tôm vào trong chảo nấu cùng với tôm thì chúng ta để nó sôi khoảng tầm 20 đến 30 giây và sẽ hạ lửa nhỏ xuống. Thêm vào đó là một ít muối. Một ít tiêu. Và cúc kinh riêng. Thì ở đây Thịnh sử dụng cúc kinh riêng là mục đích là nấu nó sẽ không bị vữa ra, nó sẽ không bị tách phần nước nước trong sữa và phần bơ trong sữa ra. Thì cúc kinh riêng á, nó có cái tính chất là đã được xử lý qua gia nhiệt trong các nhà máy chuyên dụng về sữa, và nó sẽ giúp chúng ta nấu ở nhiệt độ trên 65 độ nó sẽ không bị tách ra và nó sẽ giữ được cái hương vị, nó sẽ không bị biến chất. So với quýt bình riêng, quýt bình riêng thì chúng ta sẽ sử dụng để thường để làm bánh, và khi cho vào gia nhiệt ở nhiệt độ quá nó 55 độ C thì nó sẽ bị tách ra và lỏng tròn, nó sẽ biến chất và không tốt cho cơ thể chúng ta. Thì chúng ta sẽ nấu cái phần xoa nước súp này trong vòng khoảng 1 phút không quá sôi. Sau đó chúng ta sẽ cho thêm phần cà bát vào để tạo màu đẹp mắt cho món ăn. Nếu ai không thích cái màu nó quá đậm hay là quá đỏ thì chúng ta có thể bỏ qua phần cà chua bát này. Sau khi phần súp của chúng ta đã nấu đã hoàn thành và nhân miếng tròn mịn rồi, chúng ta sẽ tới phần là phục vụ trang trí và phục vụ món ăn. Thì phần súp chúng ta nó phải sánh mịn và không lợn tròn, phải riêng hoặc sữa và không bị tách nước, và phải có cái màu là hồng nhạt đỏ và hồng nhạt nhẹ. Món ăn của chúng ta thì có thể ăn kèm với bánh mì, bánh quy hoặc là khoai tây nướng. Và ở đây thì Thịnh sẽ chỉ cho nó ăn kèm với cùng với tôm và một ít hoa lá trang trí để cho nó bắt mắt hơn. Và một mẹo để trang trí nữa là chúng ta chỉ trang trí những số lẻ, ví dụ như 3, 5, 7 và càng đơn giản thì càng tốt. Sau cùng đó là một ít tiêu lên để nó tăng hương vị cho phần súp.
và món ăn của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi. Mình xin chào và hẹn gặp lại ở các bạn vào kỳ sau cùng với món ăn mì ý kèm với sốt tôm hùm và nấm cốt bột.